Hôm nay trời nói chung là nắng mọi người, nắng cũng dữ dằn á. Nhưng mà nãy giờ cũng nghe có một số nơi trời gầm nên chuẩn bị mưa rồi. Thì hôm nay mình trở lại chương trình thì mình vẫn chăm sóc bé hàng ngày. Thì hôm nay mình cho bé ăn thêm cái này mình giống mình thấy giống một là thịt hay là cá sấy quá mọi người. Đó. Có thành phần nên là cái gì trong đây? Còn ăn cá sấy không? Cho con ăn miếng cá sấy nè. Dứt. Dứt thôi, lại đây. Đó thì trong thời gian mình quay á mọi người, đó thì có một số nơi nó phát nhạc ở mọi góc ở khu gần nhà mình á, mình không có thể kiểm soát được, mình bấm dừng không kịp á, thì mong mọi người thông cảm, mình không có muốn lồng tiếng nhạc vô để cho tiếng của các bé nó hay hơn. Ở này cá mọi người ơi, có cái giải cá mình mới biết cá đó, này giống cá hồi quá ta. Hôm nay cho bé ăn cá hồi sấy. Bỏ vô tô mới ăn hả? Ăn xong uống nước rồi con, uống nước nè. Nước đi. Dứt được không? Ăn đây. Ăn ngấu nghiến luôn mọi người. Bé này đói rất là lâu rồi, mình nghĩ đói rất là lâu á, chứ cái dạng khung rất là bự nè, mà xương sườn lòi lên luôn nè, cũng nhát cũng nhôm luôn. Từng cổ thì quá chừng bị phết nè, muốn đứt từng cổ nhỏ luôn. Thời tiết oi bức quá mọi người, mình đổ mồ hôi nè, đừng chi mấy bé này nó hầm, nó nóng hầm hì. Cái này chắc lát có chừng có mưa nó thì trời nắng chứ mây ở đây mình nó kéo đen kịnh hết ráo, là chỗ nào cũng kéo đen hết. Ăn đây con.
Nó tội nghiệp. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi cha còn nhiều lắm á. Bịt bự luôn mà. Không hết mà cho ăn tiếp ha. Ngán rồi chứ vậy. Nói chung là bé chắc cũng ít được ăn nên bao tử nhỏ đó mọi người. Quá ốm mà cái tướng thì bự, xương rất là lớn mà người thì da bọc xương không à. Đó. Da gần cổ mà nó nheo lên luôn à. Hai tháng nữa là nhìn bé này không ra luôn á mọi người. Ăn uống được đầy đủ là khỏe à. Uống nước đi con, nè. Uống nước đi. Đó, hổm hôm qua chứ hôm qua mình chở bé này đi bác sĩ bận này luôn nè, rồi hổm trước cũng về bận này luôn. Hết rồi hả? Hết rồi. Cưng lắm đó. Nhìn cái mặt sáng sủa ghê không? Vậy mà ông chủ mất đi không có ai nhận bé nuôi hết nên bé đi lang thang, đeo cọng dây xích đi vòng vòng. Nó thì bị khuyết cần cổ mọi người. Nên có bà chị làm công nhân á, bả lên mà thấy vậy bả điện cho mình. Nên cứu bé về đây, nó thì bị viêm da rất là nặng. Thôi xin dừng video ra đây, chúc mọi người vui vẻ nha. Đó thì để cho bé nghỉ ngơi chứ mình đứng đây cái nó mắc cỡ. Rất là hiền, theo nhìn mình nhận biết là rất là hiền. Đó, xin chào. Thôi xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn cả nhà xem nhớ chia sẻ video cho mình và bấm like cho mình một like nha cả nhà, để cho cái kênh mình phát triển. Thôi xin chào. Với chủ yếu là nhiều người xem để cho có kiếm thêm một chút đỉnh để nuôi đàn chó. Xin chào, cảm ơn mọi người nhiều.